2 trong cái cuốn bộ 5 cuốn diện trần căn bản của tác giả giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Cơ Châu, nhà phát minh dương phương pháp diện trần ấy, là cuốn chữa bệnh bằng đồ hình phản chiếu và đồng ứng theo phương pháp diện trần điều khiển liệu pháp. Thì cái cuốn này là cuốn nối tiếp của cuốn diện trần điều khiển liệu pháp, cuốn màu cam. Cuốn này nó gần như là cuốn thực hành các bạn ạ. Vì vậy là khi mà chúng ta học xong cuốn này ấy, thì chúng ta cần đi song song với nó là cuốn này. Thế thì cuốn này trình bày những cái có 3 phần chính. Phần thứ nhất là các đồ hình phản chiếu theo nguyên lý diện trần. Ở trong này thì có trình bày đến 32 cái đồ hình. Rồi cái phần thứ hai á, là phần đồ hình diện trần theo nguyên lý đồng ứng. Đó, đây là phản chiếu nhá, đây là đồng ứng. Thì trong cái cuốn sách này đặc điểm ấy là in màu và rất là rõ ràng. Nó triển khai các lý thuyết của cái cuốn này sang bên này. Đó, cái phần thứ ba là giới thiệu về 100 món dụng cụ và cách thức sử dụng 100 món đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng phần. Thì cái cuốn này á, là cuốn của nhà xuất bản Đà Nẵng. Đấy, nhà xuất bản Đà Nẵng. Rồi, bây giờ mình đi vào phần thứ nhất. Thì phần thứ nhất là giới thiệu về các đồ hình đồng ứng của diện trần. Đều đã được đăng ký bản quyền này các bạn nhé. Thì những cái đồ hình đồng ứng này á, hoàn toàn là do thầy Châu nghĩ ra. Qua quá trình nghiên cứu, quá trình sáng tạo ra diện trần. Thì những cái đồ hình này trong cuốn sách này được vẽ in màu rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp và có chú giải chi tiết. Thì những cái đồ hình này rất quan trọng cho người làm diện trần. Ví dụ nhìn vào đồ hình này các bạn sẽ biết rằng nó dùng để làm gì. Tức là khi người ta chữa bệnh, người ta xem là bệnh nhân là bị đau ở cái bộ phận nào, người ta nhìn vào các bộ phận đấy nó in lên vị trí nào, người ta sẽ tác động vào các vị trí đấy ở trên mặt để chữa cho bệnh nhân. Đấy. Để các bạn học chi tiết về các đồ hình này thì các bạn có thể đến lớp học trực tiếp với cả mình, hoặc là các bạn có thể học qua các khóa học mà trực tuyến trên mạng. Đấy, thì mình sẽ có chú giải cụ thể là những cái đồ hình này làm gì và cho các học viên thực hành. Đó, thì những cái đồ hình này được vẽ và in màu rất là đẹp và cụ thể. Thì ở đây có thể hiện 32 cái đồ hình khác nhau. Cái phần thứ hai là phần các đồ hình theo nguyên lý đồng ứng. Tức là trong diện trần có hai cái thuyết quan trọng bậc nhất, đó là phản chiếu và đồng ứng. Thế đồng ứng có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhìn vào các bộ phận trên cơ thể người ấy, cứ có hai cái bộ phận mà giống nhau ấy, theo các đặc điểm mà trình bày trong cuốn sách này, thì có thể dùng chúng để chữa cho nhau. Ví dụ các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy là đầu ngón tay, đầu ngón chân nó giống như cái đầu, tức là tác động vào các đầu ngón tay, ngón chân để chữa cho đầu đau đầu, căng thẳng thần kinh, stress, mệt mỏi. Đó, thì có trình bày rất là rõ ràng và nó rất là dễ. Thế nên các bạn quan sát là trên thế giới không có một cái phương pháp nào ấy mà nó để đơn giản như diện trần, là con chỉ có thể nhìn vào hình vẽ và chữa cho người khác được. Chính vì cái đặc điểm quá đơn giản của diện trần như vậy, vì vậy nó mang tính đại chúng rất là cao, ai cũng có thể học và làm diện trần được, dù những người mà có trình độ rất là thấp người ta cũng có thể học được. Tuy nhiên ở nghiên cứu ở cấp độ cao hơn, cấp độ chuyên gia thì nó rất là phức tạp. Thì các bạn có thể xem diện trần ấy, nó giống như chiếc máy điện thoại ấy. Ở cấp độ người sử dụng nó rất là dễ dùng. Tuy nhiên ở cái cấp độ cái người nghiên cứu, người phát triển ấy, cấp độ nó nền tảng tri thức nó rất là cao. Thế nên là diện trần nó giống như một cái kính vạn hoa, nó rất là đa màu, nó thể hiện rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Đó. Đến phần thứ ba của cái cuốn sách này các bạn xem. Đây là phần hướng dẫn sử dụng các dụng cụ, các kỹ thuật khác nhau. Thầy có trình bày rõ ràng và hướng dẫn chúng ta rất rõ ràng ở đây. Và ở đây có trình bày hơn 100 món dụng cụ. Các bạn lưu ý rằng tất cả các dụng cụ này đều là do thầy Châu chế ra. Nó rất là đẹp. Nó có cái kỹ thuật chế tác rất là cao. Và nhiều người nhầm lẫn rằng tưởng là các dụng cụ này là của Trung Quốc hoặc của Nhật Bản sáng chế, nhưng không phải, hoàn toàn là do thầy Châu và gia đình nhà thầy sáng chế các bạn nhé. Thế nên là trong cuốn sách này thầy có trình bày ấy, tên gọi này, rồi kích thước này, trọng lượng này, chất liệu này, rồi quan trọng nhất là cái công dụng, dùng nó để làm gì. Thầy trình bày rất là cô đọng, tuy nhiên các bạn cần phải đọc kỹ. Tuy nhiên thì nhiều người thấy là trình bày những cái dụng cụ này nó quá là đơn giản và ngắn gọn như vậy thì không hiểu thực tế nó như nào. Tuy nhiên là qua quá trình mình giảng dạy rất là nhiều khóa và nhiều năm theo dõi đấy, thì cần phải đọc rất kỹ những cái từ ngữ của thầy. Thực ra thầy nói rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà bên ngoài thực tế mình dùng ấy, mình thấy là gì, đúng như những gì thầy đã nói, nó cực kỳ hiệu quả và đơn giản. Ví dụ như cái phần này, cái phần các cây giò này, nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nó lại chữa rất là nhiều bệnh. Và đơn giản nhất là cái quả cầu gai này, các bạn xem này. Đây, quả cầu gai như này, các bạn thấy không? Trong sách thì thầy nói là
chữa tất cả các bệnh liên quan đến tim mạch, rối loạn thần kinh tim, vân vân, nó hỗ trợ điều trị các bệnh về tim mạch. Thì mới đầu ấy thì mình đọc mình thấy là làm gì có cái chuyện vò mấy quả cầu gai đơn giản như thế mà chữa được tim mạch. Nhưng cuối cùng mình hướng dẫn cho rất nhiều người hở hẹp van tim, rối loạn thần kinh tim, tim đập nhanh, tim đập chậm, tim đập không đều, mà cuối cùng là người ta khỏi. Thế là không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cũng không thể tin nổi kết quả nếu mà mình không chứng kiến tận mắt những trường hợp như vậy. Thì trong sách này thầy có trình bày hết mà mình đọc kỹ. Thầy sáng chế rất là nhiều dụng cụ, khoảng một đến giờ khoảng 150 món rồi. Cuối cùng là mình không biết là dùng dụng cụ trước, dụng cụ nào sau mà nó quá nhiều. Thế nên mình đọc kỹ, mình thấy cái dụng cụ nào cần thì mình dùng. Và cái bí quyết để mình thành công ấy là mình gì? Phải thật là chăm chỉ và làm đều đặn. Thì qua chứng kiến nhiều năm mình thấy rằng những cái người chăm chỉ ấy, những cái người làm đều đặn ấy là những cái người được hưởng cái quả ngọt. Đó. Thế thì theo mình ấy, hai cái cuốn này là hai cuốn quan trọng bậc nhất. Thế thì các bạn có đọc cuốn nào đi chăng nữa thì cũng phải đọc kỹ hai cái cuốn này đầu tiên và thực hành thôi. Hai cuốn này, cuốn này là cuốn lý thuyết, cuốn này là cuốn thực hành. Luôn có hai cái cuốn này bên mình. Đó, và phải đọc kỹ, đọc đi đọc lại. Đó, nó là tài sản vô giá của Diện Trần và cũng theo mình cũng là vô giá của các thế hệ mai sau.